Chính quyền Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu quả thanh long từ Việt Nam trong thời gian 7 ngày do cáo buộc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì mặt hàng này. Hơn 1 tỷ người tiêm xong vaccine, ổ dịch mới ở Trung Quốc tiếp tục lan rộng. Tức giận vì tàu chiến Đức làm việc ở Biển Đông, Bắc Kinh không cho cập cảng. Liên minh châu Âu đưa ra chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mục tiêu nhằm đối phó với Trung Quốc. Hiệp ước an ninh đặc biệt AUKUS sẽ giúp Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc mạnh mẽ hơn trong cuộc đối đầu với chế độ Bắc Kinh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Điều gì khiến lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình không muốn gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, chuyên gia lý giải? Khi tin tức về Trung Quốc xuất hiện dày đặc, chuyên gia phân tích về tình hình đại lục góc đông trang lo ngại, Bắc Kinh đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm cho thế giới. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin tổng hợp sáng ngày 17 tháng 9 của DKN TV. Lời đầu tiên, Nguyễn Tươi xin kính chúc quý khán giả thân mến có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước phía Trung Quốc công bố tạm dừng thông quan nhập khẩu thanh long từ Việt Nam do cáo buộc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì. Kính thưa quý vị, chính quyền phía Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu quả thanh long từ Việt Nam trong thời gian 7 ngày do cáo buộc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì mặt hàng này. Truyền thông trong nước dẫn tin từ Bộ Công an cho biết, thông báo này do chính quyền Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đưa ra. Việc tạm dừng thông quan sẽ diễn ra kể từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9, sau đó sẽ đánh giá tiếp. Hiện Trung Quốc là quốc gia duy nhất thường thông báo virus SARS-CoV-2, tên khoa học của virus gây ra đại dịch COVID-19 trên các bao bì của thực phẩm. Vào tháng 10 năm 2020, phía Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu một nhà chế biến hải sản của Ecuador sau khi công bố phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì của một lô hải sản đông lạnh nhập khẩu. Trước đó, vào tháng 8 năm 2020, nhà chức trách Trung Quốc cũng công bố phát hiện virus SARS-CoV-2 trên cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin thế giới. Hơn 1 tỷ người tiêm xong vaccine, dịch bệnh ở Trung Quốc tiếp tục lan rộng. Thưa quý vị, dù hơn 1 tỷ người đã tiêm đầy đủ vaccine, tuy nhiên ổ dịch mới ở Trung Quốc vẫn tiếp tục lan rộng. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, tính tới ngày 16 tháng 9, một tỷ người dân của nước này đã tiêm đủ hai mũi vaccine chống COVID-19. Như vậy, có tới 71 đến 74% dân số Trung Quốc đã hoàn thành hai mũi tiêm chủng. Chính phủ Trung Quốc ban đầu đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số trước cuối năm để đạt được cái gọi là miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi Delta xuất hiện, giới chức y tế nước này đã đẩy mục tiêu lên tới 80 đến 85%. Ủy ban này cũng cho biết. Trung Quốc đã tiêm tổng cộng hơn 2,16 tỷ liều vaccine. Tính theo bình quân đầu người, tỷ lệ tiêm chủng vaccine của Trung Quốc đang vượt trên cả các cường quốc khác trên thế giới. Mỹ hiện tiêm chủng đầy đủ cho 54% dân số. Các con số này ở Liên minh châu Âu là 62,3%. Cùng với việc cố gắng làm mọi cách để bắt dân tiêm chủng, Trung Quốc cũng đang phải ứng phó với đợt bùng phát của biến thể Delta siêu lây nhiễm ở tỉnh Phúc Kiến. Hôm 16 tháng 9, chính quyền Trung Quốc báo cáo thêm 49 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, hầu hết ở tỉnh Phúc Kiến, nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh này chỉ trong 6 ngày lên hơn 200 ca. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý, con số mà chế độ này đưa ra luôn được ngoại giới đánh giá là thấp so với thực tế, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có lịch sử che giấu dịch bệnh. Trước làn sóng dịch bệnh lây lan, Phúc Kiến siết chặt các biện pháp phòng dịch, nhiều thành phố có ca bệnh như Tuyền Châu Phúc Điền, Hạ Môn đang phải đóng cửa các trường học, xét nghiệm trên diện rộng COVID-19. Các điểm du lịch bị đóng cửa, các hoạt động tụ tập quy mô lớn bị hủy bỏ khi các kỳ nghỉ lễ Tết Trung Thu và Quốc Khánh đang cận kề. Kính thưa quý vị, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức hôm thứ Năm 16 tháng 9 cho biết phía Trung Quốc đã không cho một tàu chiến của Đức làm nhiệm vụ ở Biển Đông cập cảng. Đó là tàu khu trục mang tên Bayern nhưng vị này cũng không nêu tên bến cảng của Trung Quốc liên quan đến vụ việc này. Con tàu đã khởi hành từ nước Đức hồi tháng trước để thực hiện nhiệm vụ kéo dài 6 tháng đi tới Biển Đông. Trung Quốc đã quyết định rằng họ không muốn có một chuyến ghé thăm cảng và chúng tôi đã lưu ý về điều đó, người phát ngôn của phía Đức cho biết. Berlin đã nói rõ rằng nhiệm vụ của tàu Bayern là nhấn mạnh việc Đức không chấp nhận các yêu sách của Trung Quốc. Khi được hỏi về vụ việc, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Trung Quốc hy vọng các nước bên ngoài khu vực sẽ đóng vai trò xây dựng và tôn trọng các nỗ lực của các nước trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông và đã lập các tiền đồn quân sự trên các hòn đảo nhân tạo trong vùng biển có nhiều mỏ khí đốt và nguồn lợi hải sản phong phú này. Việt Nam và một số quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Philippines, Malaysia và Brunei đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ yêu sách chủ quyền vô lý với Trung Quốc ở Biển Đông. Tiếp tục với một phần tin đáng chú ý. EU đưa ra chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối phó với Trung Quốc. Liên minh châu Âu vào hôm thứ Năm 16 tháng 9 đã đưa ra một chiến lược chính thức nhằm tăng cường sự hiện diện của họ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đối phó với Trung Quốc đang ngày càng mạnh lên. Trong chiến lược này, EU cam kết tiến tới đạt được một thỏa thuận thương mại với Đài Loan và triển khai thêm các con tàu để giữ cho các tuyến đường biển luôn rộng mở. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell khẳng định chiến lược này cũng rộng mở đối với Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu. Nhưng các nhà ngoại giao nói với Reuters rằng việc xây dựng quan hệ sâu sắc hơn với Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Đài Loan là nhằm hạn chế sức mạnh của Bắc Kinh. Ông Borrell cũng nói rằng việc Mỹ, Australia và Anh đạt thỏa thuận vào hôm thứ Tư 15 tháng 9 về chương trình đối tác an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong khi EU không được tham vấn, cho thấy EU cần phải có chính sách đối ngoại quyết đoán hơn. Ông cho biết, EU rất mong muốn làm việc với Anh về vấn đề an ninh, nhưng phía London đã tỏ ra không mặn mà kể từ khi nước này rời khỏi khối. Ông cũng bày tỏ lấy làm tiếc khi Australia hủy bỏ thỏa thuận về tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la với Pháp. Chúng ta phải tự xoay sở để sống sót vì những người khác làm như vậy. Ông Borrell phát biểu khi trình bày về chiến lược mới của EU đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phát biểu này của ông Borrell nhắc đến khái niệm tự chủ chiến lược mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lâu nay đã cổ suý. Chủ tịch của EU Jacques Michel cho rằng thỏa thuận của Hoa Kỳ với Australia và Anh càng chứng tỏ thêm là EU cần có cách tiếp cận chung đối với một khu vực có lợi ích chiến lược. Tiếp tục chương trình với một diễn biến có liên quan. EU sẽ cấm các sản phẩm làm từ lao động cưỡng bức, động thái nhắm vào Trung Quốc. Kính thưa quý vị, vào hôm 15 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã vừa xác nhận rằng Liên minh châu Âu-EU sẽ tiến tới việc cấm các sản phẩm lao động cưỡng bức, một động thái được nhiều người coi là nhắm vào Trung Quốc. Theo SCMP, phát biểu tại Strasbourg, Bà von der Leyen nói rằng, để bảo đảm các sản phẩm do những người bị đe dọa hoặc cưỡng bức lao động làm ra không được phép bán trong các cửa hàng ở đây ở châu Âu. Chúng tôi sẽ đề xuất một lệnh cấm đối với các sản phẩm trên thị trường được tạo ra bởi lao động cưỡng bức. Bà nói, nhân quyền không phải để bán với bất kỳ giá nào. EU dự kiến sẽ công bố dự thảo luật thẩm định chuỗi cung ứng nhằm giải quyết vấn đề này vào cuối năm nay, trong số các biện pháp chính sách được thiết kế để giải quyết các vấn đề mà khối có với Trung Quốc. Bắc Kinh đã bị cáo buộc tiến hành chương trình lao động cưỡng bức trên quy mô lớn ở khu vực phía Tây Tân Cương. Trong tuần này, Brussels cũng sẽ công bố thêm chi tiết về chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương mới ra đời của mình. Bà Fondaleion cho biết, kế hoạch này được lấy cảm hứng từ thực tế là các chế độ chuyên quyền đang sử dụng khu vực này để cố gắng mở rộng ảnh hưởng của họ. Bài phát biểu của bà được đưa ra trong bối cảnh Nghị viện Châu Âu MEP đang chịu áp lực phải cứng rắn hơn với Trung Quốc. MEP đã đề xuất một báo cáo với quan điểm mới về Trung Quốc, trong đó đưa ra các khuyến nghị về những thay đổi trong mối quan hệ của EU với Bắc Kinh. Quan hệ của EU với Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng kể từ khi cả hai bên áp đặt các biện pháp trừng phạt ăn miếng trả miếng trước việc Bắc Kinh đàn áp người hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Brussels coi Bắc Kinh là đối tác trong các vấn đề như thương mại và biến đổi khí hậu, nhưng đã tăng cường nỗ lực để đối phó với Trung Quốc về các vấn đề như Hồng Kông và Tân Cương. Dạn nứt mới gần đây nhất giữa EU và Trung Quốc cũng xảy ra ở Litva khi quốc gia này mở văn phòng đại diện Đài Loan ở thủ đô Vilnius. Bắc Kinh cho biết động thái này vi phạm chính sách một Trung Quốc của Brussels, một tuyên bố bị cả Litva và EU phủ nhận. Tiếp tục chương trình với một thông tin về nội tình Trung Quốc. Điều gì khiến Tập Cận Bình không muốn gặp Joe Biden, chuyên gia lý giải? Thưa quý vị, vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm kéo dài tới 90 phút. Báo cáo nói rằng ông Biden đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh hai người và gặp mặt trực tiếp với ông Tập, nhưng đề nghị này đã bị ông Tập từ chối. Một người quen thuộc với vấn đề này nói với tờ Financial Times rằng ông Tập nhấn mạnh rằng Washington không nên áp dụng một giọng điệu cứng rắn như vậy đối với Bắc Kinh. Một người khác quen thuộc với vấn đề này nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng hội nghị thượng đỉnh như một trong nhiều khả năng để tiếp xúc với ông Tập và ông không mong đợi nhận được phản hồi ngay lập tức. Một quan chức Mỹ khác nói rằng, tòa Bạch ốc thì tin rằng ông Tập không có ý định tham gia hội nghị thượng đỉnh, một phần vì lo ngại virus Corona. Kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm ngoái, ông Tập đã không rời khỏi Trung Quốc. Về tin tức này, ông Biden đã lên tiếng phủ nhận vào ngày hôm đó. Một phóng viên hỏi, ông có thất vọng khi Tập Cận Bình không muốn gặp ông hay không? Ông Biden nói điều này không chính xác. Trước đó cùng ngày, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ Jack Sullivan trong một tuyên bố lưu ý báo cáo trên Financial Times không phải là mô tả chính xác về cuộc gọi. Tuyên bố nói thêm như chúng tôi đã nói, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của việc liên lạc riêng giữa hai bên và chúng tôi sẽ tôn trọng điều này. Tuy nhiên, một nguồn tin khác quen thuộc với cuộc điện đàm cũng xác nhận với Reuters rằng báo cáo trước đó là chính xác. Ông nói. Tập Cận Bình rõ ràng ám chỉ rằng giọng điệu và bầu không khí của mối quan hệ giữa hai nước trước tiên cần được cải thiện. Cho đến nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa trả lời yêu cầu bình luận của giới truyền thông. Tuy nhiên, Dương Khiết Trì, Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng phát biểu vào ngày 15 tháng 9. Dương Khiết Trì tuyên bố, ông hy vọng chính phủ Hoa Kỳ nhanh chóng sửa chữa chính sách sai lầm đối với Trung Quốc, và đưa quan hệ trung mỹ trở lại ổn định càng sớm càng tốt nó có nghĩa là gì nhà bình luận thời sự đường tính viễn nói rằng ông tập từ chối gặp mặt vì hoa kỳ vẫn áp dụng giọng điệu cứng rắn và đây không phải là điều mà trung quốc mong muốn nhà ngoại giao hàng đầu của bắc kinh dương khiết trì đã yêu cầu washington sửa chữa những sai lầm nhưng cuộc điện đàm mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo không phải để sửa chữa nó mà để thiết lập danh giới đó về những lý do có thể khiến ông Tập không được tôn sùng, ông Đường Tĩnh Viễn phân tích hai yếu tố. Thứ nhất, điều ông Tập muốn là ông Joe Biden phải từ bỏ đối đầu và quay trở lại con đường hai bên cùng có lợi. Đây là cuộc gặp mà ông ta muốn. Ý định của ông Biden thì ngược lại. Tổng thống Mỹ muốn nói rõ, chúng ta có thể công khai đối đầu cạnh tranh, chỉ cần tránh chạm vào lằn danh đỏ của xung đột quân sự. Đây không phải là điều mà ông Tập muốn. Thứ hai, Cuộc họp tái cử của Tập Cận Bình sắp diễn ra, ông ấy không muốn ra nước ngoài vì có thể có nguy cơ lây nhiễm bệnh. Chuyển sang một cập nhật khác cũng liên quan đến Trung Quốc đang được chú ý. Chuyên gia Anh, Úc, Hoa Kỳ đưa Trung Quốc vào tầm ngắm sau khi thông báo hiệp ước an ninh đặc biệt AUKUS. Kính thưa quý vị, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Anh và Úc vào hôm 15 tháng 9 đã công bố một hiệp ước an ninh đặc biệt để chia sẻ các công nghệ quốc phòng tiên tiến trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc. Mối quan hệ hợp tác này sẽ cho phép Úc lần đầu tiên đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hiệp ước được gọi là Orcus, viết tắt của Australia, UK, US cũng sẽ bao gồm cả trao đổi công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và an ninh trên không gian mạng. Mặc dù các nhà lãnh đạo của ba nước không đề cập đến Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bài phát biểu của họ vào ngày 15 tháng 9, tuy nhiên giới quan sát tin rằng Việc thành lập liên minh này là một biện pháp khác mà các đồng minh phương Tây thực hiện để cạnh tranh trong lĩnh vực quân sự và công nghệ khi mối đe dọa Trung Quốc ngày càng gia tăng. Nhà bình luận về các vấn đề thời sự Huệ Hỗ Vũ tin rằng Hoa Kỳ, Anh và Úc đều là các quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung và là thành viên của Liên minh tình báo ngũ nhám Five Eyes. Đây là một động thái mới nhằm tăng cường hợp tác chiến lược giữa ba nước, cho phép họ hình thành một thế mạnh hơn trong cuộc chiến chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc loại sức mạnh tổng hợp. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh, Tom Tugendhat, trong một tuyên bố trên Twitter cho biết, liên minh này đã tích hợp các ngành công nghiệp quân sự của Anh, Hoa Kỳ và Australia, đồng thời cũng đã thực hiện chuyển hướng sang châu Á của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Mục tiêu rất rõ ràng, đó là đối phó với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 15 tháng 9 cũng thông báo, Mỹ và Anh sẽ giúp Australia xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân là thành viên của Liên minh Five Eyes, Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Ardern hôm 16 tháng 9 bình luận. New Zealand không thay đổi quan điểm về việc cấm tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân đi vào lãnh hải của chúng tôi, nhưng hoàn nghênh quyết định của Hoa Kỳ và Anh hợp lực để giúp Úc có được tàu ngầm hạt nhân. Yuan Graham, nhà nghiên cứu cấp cao về an ninh châu Á-Thái Bình Dương tại văn phòng Singapore của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, các tàu ngầm được chế tạo cho môi trường chiến đấu cường độ cao trong bối cảnh này, rõ ràng nó đã nhắm đến đối thủ tiềm năng. Hạm đội tàu ngầm mới sẽ có tầm hoạt động xa hơn và có thể không bị phát hiện trong thời gian dài dưới nước. Một quan chức trong chính quyền Biden mô tả hạm đội là tàng hình, tốc độ, khả năng cơ động và khả năng sống sót. Eric Shires, một nhà nghiên cứu về chính sách an ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho biết, về mặt chiến thuật, Điều này sẽ mang lại cho camera một phương tiện chiến tranh có thể duy trì toàn bộ khu vực Tây Thái Bình Dương. Trước thông báo này, Australia đã đàm phán với công ty Naval Group của Pháp để đóng tới 12 tàu ngầm do Pháp thiết kế, dự án ước tính lên tới hơn 70 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ mới từ Mỹ, dự án này coi như chấm dứt. Về vấn đề này, nhà bình luận Huệ Hỗ Vũ nói, thời gian đóng tàu ngầm này là rất dài. Khi nào nó bắt đầu có khả năng chiến đấu, có thể là vào những năm 2050, vì vậy tất nhiên điều này không thể đáp ứng cuộc đối đầu cấp bách của Australia với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là loại đe dọa cụ thể và thực tế, nếu muốn đối phó với mối đe dọa này, các tàu ngầm của Pháp hiển nhiên không thể chờ đợi được. Lúc này, Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Australia công nghệ tàu ngầm hạt nhân và trực tiếp để lực lượng tàu ngầm này của Australia đã được nâng cấp lên kỳ nguyên điện hạt nhân. Đây là một tin vui rất quan trọng đối với Australia. Hiện Hải quân Trung Quốc có 60 tàu ngầm, trong đó có 6 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tiếp tục chương trình với một diễn biến có liên quan. Chuyên gia Góp Đông Trang lo ngại mọi việc về Trung Quốc đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Thưa quý vị, xuất hiện trên đài WABC 770 AM NY, ông Góp Đông Trang vào hôm Chủ nhật cho biết những điều đang diễn ra ở Trung Quốc khiến ông không thể ngủ được vì có quá nhiều tin tức về Trung Quốc và khi có quá nhiều tin, điều đó có nghĩa là mọi việc có lẽ đã tuột khỏi tầm kiểm soát. Can dự ở Afghanistan, hung hăng với Đài Loan và tình thế giao thương khó khăn với Mỹ cũng như virus Corona trên toàn cầu là một sự chủ tính nguy hiểm. Ông Trang nói với người dẫn chương trình John Ketchamidis Rõ ràng, chủ tịch Tập Cận Bình đang hành động theo những đường hướng rất nguy hiểm. Ông Trang nói, không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với cả các láng giềng như Đài Loan, Ấn Độ. Có nhiều báo cáo rằng sắp có một cuộc thanh lọc trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, gộp tất cả với nhau, đó là một sự chủ liệu rất nguy hiểm. Trung Quốc đang nắm bắt cơ hội từ cuộc rút quân khỏi Afghanistan của tổng thống Joe Biden có lẽ đang để mắt đến căn cứ không quân Bagram như một vị trí chiến lược quân sự trong khu vực. Ông nói, họ chắc chắn muốn có căn cứ không quân Bagram, họ đang bám sát nó. Nếu họ không chiếm nó ngay, họ có thể chờ đợi một chút. Nhưng rõ ràng, họ muốn những thiết bị ở đó. Hiện nay, Taliban đã nắm giữ sân bay và Trung Quốc đang nhanh chóng thúc đẩy quan hệ đồng minh chiến lược của họ. Trung Quốc có khả năng hỗ trợ Taliban trong khó khăn. Ông Trang tiếp tục. Điều này có từ trước ngày 11 tháng 9, Trung Quốc đã bán nhiều vũ khí hạng nhẹ cho Taliban, những vũ khí này được sử dụng để giết lính Mỹ và NATO. Quan hệ giữa Taliban và Bắc Kinh rất khăng khít, chúng ta có thể dự đoán nó tiếp tục phát triển, Trung Quốc sẽ là bên hỗ trợ từ bên ngoài cho Taliban. Ông nói, Đài Loan là một điểm biến động quân sự khác của Trung Quốc. Ông Trang bổ sung, chắc chắn Trung Quốc đang thực hiện nhiều hoạt động đối với Đài Loan. Ông nói Hiện nay hầu như mỗi ngày đều có những chuyến bay xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Và không chỉ là một hay hai chiếc máy bay, chủ nhật tuần trước có tới 19 chiếc máy bay. Và họ đang gửi đến những máy bay ném bom có khả năng hạt nhân H6K. Đây thực sự là một lời cảnh báo không chỉ đối với Đài Loan mà còn đối với cả Mỹ. Chính quyền Biden cuối cùng sẽ phải đối đầu với Trung Quốc và các đồng minh của họ cùng những hoạt động quân sự của họ, ông Trang kết luận. Tôi cho rằng sẽ có một cuộc đối đầu, trừ phi Washington thay đổi cách tiếp cận của họ đối với Bắc Kinh. Ông Trang nói, ông ta đã áp dụng thuyết can dự này gần nửa thế kỷ và nó đã không thành công. Nếu chúng ta cố gắng gian đe Bắc Kinh, thay vì cố gắng can dự với họ, chúng ta sẽ đạt tới một vị thế tốt hơn. Đây là điều Tổng thống Donald Trump đã làm, nhưng ông Biden đã đảo ngược cách tiếp cận đó rất nhiều. Chuyên gia này nhấn mạnh, vì thế, tôi cho rằng chúng ta đang đi trên con đường khích lệ Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn. Sự thất bại hoàn toàn ở Afghanistan đã thuyết phục Bắc Kinh rằng họ có thể làm những gì họ muốn. Và điều đó tất nhiên là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 17 tháng 9 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.